Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 11, Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã đưa Ngô Bá Khá, 26 tuổi, còn được cộng đồng mạng thường gọi với cái tên là Khá Bảnh, và 5 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngô Bá Khá cùng Nguyễn Hữu Hội, 30 tuổi, bị xét xử về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo khoản 2, điều 321 và điều 322, Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Văn Quang, 32 tuổi, bị xét xử về tội đánh bạc. Thời nay lại gọi tên một đại diện của Liên quân Mobile Việt Nam thật là quá tự hào khi ở thời điểm hiện tại tôi xin khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta Team Flash đang là những người xuất sắc nhất thế giới ở Liên quân Mobile. Một khoảnh khắc quá tuyệt vời và chúng ta đã có chức vô địch đúp ở trong ngày thi đấu hôm nay, và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã là nhà đương kim vô địch của AIC. Flash đã từng thất bại một lần. Thưa quý vị, 38% thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay đang dùng thời gian rảnh rỗi để chơi game thay vì những hoạt động thể chất hay là làm những công việc khác. Và thậm chí theo một nghiên cứu điều trị về nghiện game. Đây chính là hai đối tượng vừa bị công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bắt giữ vì trộm cắp tài sản. Tất cả chỉ vì không có tiền chơi game, đối tượng đã xuống tay giết hại bà của mình một cách hết sức dã man. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được đối tượng Trần Thủ Trí. Vụ việc chấn động xảy ra tại làng quê vốn rất thanh bình của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, khiến dư luận không khỏi hoang mang. Doing a better job than you. Touche. Get that thing on tank. Bố, sao đánh cho mặt nó thế? Để con.